nhà ngoại cảm Brandon dự đoán Mỹ và Nhật Bản có thể phải đối mặt với những thách thức thảm họa lớn. Liệu điều này có thành hiện thực? Vào thời gian gần đây, nhà ngoại cảm Brandon Biggs đã một lần nữa công bố những dự đoán mới trên kênh của mình. Anh cho biết trong lúc cầu nguyện, các vị thần đã thể hiện cho mình thấy những hình ảnh đáng kinh ngạc từ bờ Tây nước Mỹ, phải đối mặt với thảm họa lớn. Nhật Bản bị sóng thần nuốt chửng. Liệu tất cả những điều này có thực sự đến với hai quốc gia này? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi dự đoán của Brandon Biggs trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Theo Brandon, chỉ vài ngày trước, trong lúc anh đang cầu nguyện một cách thành tâm, các vị thần bỗng cho anh thấy một hình ảnh gây sốc. Một khối vuông vàng khổng lồ treo lơ lửng trên không trung. Ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ, bao trùm toàn bộ vườn quốc gia Yellowstone. Các vị thần còn cho anh biết rằng họ đã dùng sợi tơ vàng để bảo vệ những khu vực núi lửa này. Tuy nhiên, Brandon lại phát hiện ra lớp bảo vệ này đã xuất hiện vết nứt. Lớp bảo vệ vốn chắc chắn, bỗng xuất hiện một vết nứt ngay giữa trái đất. Ngay sau đó, Brandon cảm nhận được núi lửa ở công viên quốc gia Yellowstone bắt đầu phun trào, gây ra một trận động đất ở bờ Tây. Anh chứng kiến các công trình biểu tượng của thành phố Portland và Sidley thuộc bang Oregon, Hoa Kỳ ngay lập tức trở thành đống đổ nát. Thậm chí, phần đất giữa Portland và đại dương cũng bị nứt một mảng lớn, trực tiếp nhìn xuống đáy biển. Brandon nghi ngờ đây là trận động đất do đứt gãy San Andreas gây ra. Sự chuyển động của đứt gãy làm cho các mảng kiến tạo của trái đất dịch chuyển. Một phần đất liền được nâng lên, trong khi phần khác lại lún xuống, kéo dài tới San Francisco. So với những nơi khác, mức độ thiệt hại ở San Francisco tương đối nhẹ hơn. Tuy nhiên, tháp Space Needle ở Sidley hoàn toàn sụp đổ. Hầu hết các tòa nhà cao tầng trong thành phố gần như đều bị phá hủy. Thảm họa kinh hoàng này giống như một cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng. Anh ấy đã thấy nước biển tràn vào đất liền, gây ngập một phần khu vực. Mực nước sâu khoảng từ 5 đến 3 feet. Mặc dù Brandon không chắc chắn lắm về độ sâu cụ thể của nước, nhưng anh cho biết mọi người vẫn có thể nhìn thấy những thảm cỏ xanh và cây cối nhô lên từ mặt nước. Như thể đất liền đã chìm xuống đáy biển và để lại những hòn đảo tách biệt. Anh nói rằng càng gần bờ biển thì nước lại càng sâu. Nước biển dường như đã ngập tràn toàn bộ đường bờ biển. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ và khó có thể diễn tả bằng lời. Tiếp đó, Brandon cũng thấy nhiều mảnh đất lớn bị nứt ra và chìm xuống đáy biển. Nước đã ngập đến một diện tích rộng hàng trăm dặm. Trong dự đoán tiếp theo của mình, Brandon cũng nhắc đến trong khu vực Anchorage, một thành phố của Alaska bị bao vây bởi ngọn lửa dữ dội giống như sự phun trào của núi lửa ở Hawaii. Anh nhìn thấy rừng cây và đất đai ở đó đều bị thiêu rụi, không còn rõ hình dạng. Brandon không rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, nhưng toàn bộ khu vực British Columbia đến Alaska đã chịu đựng những tổn thất nghiêm trọng. Đất liền xảy ra biến đổi mạnh mẽ, như cũng làm nước biển Thái Bình Dương biến động dữ dội, tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ. Sóng thần đã tấn công Nhật Bản, khiến gần như toàn bộ đất nước bị sóng cuốn trôi. Anh thấy những cơn sóng lớn như một bức tường cao tràn vào Tokyo và Hawaii, khiến cả thành phố chìm trong biển nước. Tình hình ở những khu vực này rất nghiêm trọng bởi nước biển tràn vào, một khối lượng lớn đất liền chìm xuống đáy biển. Toàn bộ bờ biển châu Á đều bị sóng thần tấn công, thậm chí cả bờ bên kia của Thái Bình Dương cũng không thoát khỏi thảm họa. Brandon đã nói với mọi người rằng anh đã nhiều lần chứng kiến các thảm họa khác nhau, bao gồm động đất, bão và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, lần này, thần linh đã cho anh một dự đoán về bờ Tây nước Mỹ. Brandon cho biết mình không có ý định gieo rắc nỗi sợ hãi, mà chỉ muốn chia sẻ thông điệp mà thần đã gửi cho mình. Chủ đề về thảm họa thực sự khiến anh cảm thấy nặng nề, và mỗi khi được thần linh truyền đạt những cảnh báo và thông tin về tương lai cho mình, Brandon đều thành tâm cầu nguyện cho mọi người. Bất chấp nhiều lời chỉ trích, anh vẫn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở mọi người, đặc biệt là về những thảm họa sắp xảy ra. Anh cũng khẳng định rằng mình không cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi, mà mình chỉ muốn chia sẻ sự mặc khải mà thần đã ban cho mình để mọi người được cảnh giác. Đối với những người có ý đồ xấu, Brandon cũng kêu gọi họ thay đổi để trở thành người tốt, có đạo đức. Trên thực tế, họa sĩ manga nổi tiếng Nhật Bản Tatsuki đã sớm dự đoán những tình huống tương tự trong tác phẩm Tương lai tôi nhìn thấy, ra mắt vào tháng 10 năm 2021. Trong manga này, Tatsuki mô tả một cơn ác mộng kinh hoàng, trong đó ông mơ thấy một trận sóng thần khổng lồ cuốn trôi toàn cầu,
các mảng địa chất của trái đất xảy ra biến động lớn. Và dưới đáy đại dương, một lục địa mới xuất hiện, kết nối các khu vực như Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và nhiều nơi khác. Trong giấc mơ, ông thấy nước biển không ngừng dâng cao. Hai con rồng khổng lồ tiến gần về phía trung tâm của bọt biển. Khi số lượng bọt biển gia tăng, mực nước biển dần dần nâng cao và cuối cùng tạo thành một cơn sóng thần mạnh mẽ hơn cả trận động đất 11 tháng 3 với sức mạnh gấp 3 lần. Cơn sóng thần này đã nuốt chừng hơn 1/3 diện tích đất đai của Nhật Bản. Theo dữ liệu chính thức của Nhật Bản, sóng thần do động đất 11 tháng 3 gây ra đã đạt tới độ cao 10 mét và ở một số khu vực thậm chí lên tới con số đáng kinh ngạc 40 mét. Nếu giấc mơ của nhà tiên tri này trở thành sự thật, thì tương lai có thể xuất hiện những cơn sóng thần cao từ 30 đến 120 mét, tương đương với độ cao của 10 đến 40 tầng nhà. Quy mô của những cơn sóng thần như vậy chắc chắn sẽ khiến thế giới phải chấn động và khó mà tin nổi. Kỷ lục cao nhất của trận sóng thần Ấn Độ Dương vào năm 2004 là 51 mét, trong khi độ cao sóng thần mà Tatsuki nhìn thấy trong giấc mơ của mình ít nhất là gấp đôi con số đó. Điều đáng sợ hơn nữa là ông còn mơ về hậu quả của trận sóng thần khi đáy biển bỗng nhiên nổi lên một địa lục mới, chính là những vùng mà chúng ta đã đề cập trước đây, như Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và những nơi khác được kết nối lại với nhau. Điều này có nghĩa là các mảng kiến tạo của trái đất sẽ trải qua những thay đổi lớn. Hơn nữa, Tatsuki còn chỉ ra một thời điểm cụ thể, đó là sáng ngày 5 tháng 7 năm 2025. Mặc dù nhà ngoại cảm Brandon không đề cập đến thời gian cụ thể, nhưng dường như có một mối liên hệ nào đó giữa lời tiên tri của Tatsuki và dự đoán của Brandon. Điều khiến nhiều người quan tâm là có phải họ đã nhìn thấy những mảnh ghép khác nhau của cùng một thảm họa. Và những lời tiên tri này rốt cuộc là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là dấu hiệu cho số phận của nhân loại? Nếu có thể biết trước sự xuất hiện của thảm họa, thì liệu chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn không? Một ví dụ trong lịch sử là trận sóng thần ở Nam Á năm 2004. Nếu có thể phát đi cảnh báo sớm, có thể đã cứu được nhiều sinh mạng vô tội hơn. Brandon cho biết, thần linh luôn thấu hiểu lòng người và sự lựa chọn của con người sẽ quyết định số phận của chúng ta. Đối diện với những lời tiên tri bí ẩn này, có lẽ chúng ta nên giữ một cái nhìn lý trí và cảnh giác. Mặc dù không thể hoàn toàn dựa vào tiên tri chưa được chứng minh khoa học, nhưng có thể xem đó là một lời nhắc nhở chúng ta rằng cần phải chú ý đến sự thay đổi của thiên nhiên, tăng cường nghiên cứu và phòng ngừa thiên tai để ứng phó tốt hơn với những khủng hoảng có thể xảy ra. Đồng thời, chúng ta cũng cần trân trọng hiện tại, nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định cho trái đất, tạo ra một tương lai an toàn và tốt đẹp hơn cho nhân loại. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn!